Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy NC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Zombie 2 nha. Thì nếu anh em nào là fan từ game này thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một bình luận xuống phía dưới. Và nếu video này được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất nhé. Thì anh em like nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều clip hơn nữa. Rồi thì mình cho cái khung cái này nó bé bé tí đã, tại vì nó bị mất một vài phần. Rồi không sao, này cũng được rồi. Chúng ta sẽ có Festivus Holiday, có cái sự kiện hàng ngày Pinata, đó chính là sự kiện Noel sắp tới rồi. Đây, ui đẹp thế, được trang trí này anh em ơi. Người tuyết này, xong rồi quà này, xong rồi zombie cầm kẹo này. Wow, oh my god, con này sẽ được sử dụng anh em ạ. Rồi mình sẽ sử dụng cái này trước. Chúng ta sẽ không bị đóng băng. Đấy, cái điều hay là chúng ta sẽ không bị đóng băng nha anh em. Bắn phát đây, từ nó đang gọi là dồn năng lượng gì đấy. Ôi ở đây có một con có tạo ra được cái ấy này, đang ra đòn, ra trưởng, ra kame các kiểu. Cố lên nào, vào đây, chúng ta sẽ cho nó tan cái băng này ra. Chết rồi, hơi mệt rồi nha. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Có thêm plan food không ta? Có rồi anh em ơi. Bắn luôn anh em ơi. Tốt. Bắn con này luôn này anh em ơi. Xong, một bé này. Lâu lắm rồi mới được dùng cái con này đấy. Ấy chà, Pinata Party mới có khác, xịn sò hơn rất nhiều. Rồi, ok. Không biết là liệu rằng có ổn hay không đây. Chết về đi. Một bé này. Dùng cái này luôn. Dùng cái trên này luôn. Đấy, trên này là quá hợp lý luôn. Mình hiện tại đang có rất là nhiều cái plant food. À không, rất là nhiều cái con này ở đây. Ây, chà. Ghê. Còn cái nào vừa hồi không? Con này chẳng hạn này. Nó sẽ bị slow anh em ạ. Sẽ bị slow rất là nhiều. Hay. Mà một cái điều hay là cái con này nó sẽ không bị đóng băng. Nó rất là tuyệt vời ở chỗ đấy. Không hề bị đóng băng nha anh em. Tấn công vào những cái nào mà nó đang đang ở đây trước này đây này. Đấy. Tấn công nào, bắn nó đây anh em ơi. Nào, có chỗ nào bắn luôn đấy thôi. Đấy, cả nó lại. Xong, mình có rất là nhiều cây ở đây nha. Úi xổi, chết hết luôn. Chết hết cả lũ luôn. Mày chạy đi đâu này? Không bị đóng băng. Nó thật quá tuyệt vời còn gì nữa đúng không? Ở đây, chúng ta sẽ cho giải băng ra rồi một số chỗ. Như thế này. Ui, bot. Bot anh em ơi, tập trung vào cái con bot này. Dùng cái con bot trước. Đam bot này, từ. Chết tiệt thật sự. Ok. Chết tiệt thật sự anh em ơi. Đông quá. Không biết là rượu có giết được không ta. Level mình thấp quá. Chết một con, hay quá. Tuyệt vời mà trời. Bắn cái này phát này. Để cái này phát lên này. Bắn cái này phát này. Đông quá nhỉ. Hơi bị khó đánh nhá. Cái trận này thì nó lại chúng ta nó phải đánh rất là nhiều luôn. Thế nhờ. Đúng thế. Ok. Đang luyện Kamezoko. Đây và tất cả đây. Và tất cả đây nào. Chính xác. Một pha nữa này. Rồi, hiện tại thì mình vẫn đang có thể trụ được anh em ơi. Không có gì khó khăn cả. Đâu rồi? Rồi năng lượng nào? Đâu? Rồi năng lượng. Bắn thêm vài phát nữa. Mình có rất là nhiều cây mà. Sợ gì bọn này đâu. Ok, chúng ta sẽ để đây phát này. Bắn này một cái này. Cái điều yếu điểm của cái này là nó phải đợi thời gian hồi nha anh em. Không thì cũng chẳng có yếu điểm gì lớn, quá lớn cả. Đây. Này chết đi cưng. Tốt rồi, không bị chết anh em ạ, cho không bị chết cây, vấn đề là không bị chết cây, nó hay ở chỗ đấy. He. Vào đây nào. Chúng ta có khá nhiều cái chỗ này nhưng mà vấn đề là nó sẽ bị slow các kiểu. Ăn cái này vào nhỉ. Cho nổ đi. Nó đang lao vào dưới này. Khá khó chịu nhỉ. Ở phía trên anh em ơi. Này. Cái này ra phải nhanh tay thôi. Có boss. Có con boss ghẻ lở hắc lào. Lang Ben ở đây. Nhanh tay và phải chính xác nữa.
chết luôn, không kịp ném luôn ạ. Hay 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 hay, dồn sát thương này anh em. Có nào đã luyện xong cái skill chưa? Chưa bé nào luyện xong skill nhỉ? Chưa con nào luyện xong cái skill cả. Ấy à, ấy à. Kinh kinh kinh. Nào, bắn thêm một cái này giúp chúng ta slow team địch rất tốt. Đó, hay hò. Wow, vô địch thiên hạ, xịn sò thật sự luôn. Đã xong anh em, bây giờ ta sẽ chuyển qua cái map khác. Ồ, nhân viên nhận được quà. Ui, Bitzer Toe. Cái này nó bán bao tiền ta? Hay mình mua một cái nhỉ? Nhìn có vẻ rất là xịn luôn. Ok, đã xong. Đã xong nhé, ta sẽ chuyển qua cái trận mới. Và từ từ mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi ạ. Chắc chắn là tiếng của cái game này nó rất là to. Dĩ nhiên rồi, không hề nhỏ một tí xíu nào. Mình sẽ kiếm thêm được game bên này. Có lẽ là chúng ta cũng nên tập trung Pinata đi. À, Butter Z đi. Ở đây có một cái nhiệm vụ 100 game. Để xem có những nhiệm vụ gì mình sẽ chơi luôn đã. Vì chơi nhiều cái kia này nó cũng chán. 100 game còn 4 ngày chẳng biết có kịp không nữa. À, Ice Bloom này, cái này còn 25 ngày nữa. Đánh lốt cái này để có thể kiếm được thêm mảnh à, hay thêm vàng ta. Mình cũng không để ý lắm là Ice Bloom sẽ kiếm thêm cái gì. Có gà, có rất là nhiều thứ, có cá sấu anh em. Cho level có cá sấu ở đây. Có Ice Bloom, ok, hay. Chết thiệt thật sự. Mình dưới có mỗi một con để bắn thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta sẽ cần khoảng con này đạn bên nó khỏe rồi. Đạn nó rất là bá rồi. Để đây phát này. Chúng ta sẽ cho nó đóng băng phát như thế này. Đấy, rồi. Hiện tại là phía dưới này chưa có cái gì đó. Đây, cái này để ngăn chặn bọn gà này. Hơi yếu. Hơi yếu một tí xíu. Và đúng thật. Đúng như mình dự đoán là nó hơi yếu thật. Tại vì cái này mình không để đánh được. Thế mình khó chịu chứ. Để đây phát này. Rồi, ok. Tạm thời tôi cần thêm một cái nữa. Một cái gai nữa. Kinh khủng thật. Châu này. Đóng băng lại tất cả đi anh em. Đó, đóng băng lại đi. Cái này là 20 mấy ngày cơ. Nên chúng ta cũng chưa đến nỗi là quá sợ lắm đâu. Bắn 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 bắn. Úi ơi, cắn luôn à. Úi ơi, cắn luôn ạ. Cắn nó lại, cắn nó lại, cắn nó lại. Đúng rồi, chính xác. Úi ơi, úi ơi, rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trên này vỡ mồm rồi. Từ từ. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Không có gì phải vội vàng cả. Ôi giời. Ice Bloom. Nó không phải vượt qua được đâu anh em ơi. Cá sấu của chúng ta cũng khá là tốt ở đây. Mấy con này đóng băng luôn. Và nó cũng bó tay chấm com luôn đấy. Không làm gì được đâu. Nào. 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 Mình ghét mấy con này. Vì thế mình bắn, đang cố gắng bắn nó. Vì sát thương là lớn nhất có thể. Ai à. Ai à. Chơi này nó phá rồi này. Ai à. Gớm thật sự luôn. Chúng ta sẽ cần. Ai à. Chỗ này kinh đấy. Chỗ này kinh vậy. Nó đông quá. Đông như quân nguyên này. Làm sao bây giờ. Cắn nó luôn anh em ơi. Con này thì có khả năng là cắn nó rất là tốt. Đấy, từ từ. Stop lại. Ok, cái kia ấy. Cái thùng này nó sẽ làm mất ra cái gai. Cái gai này chỉ đỡ được khoảng một lần thôi nha. Nên nhớ chỉ đỡ được một lần thôi. Nó không phải là gai sắt. Thế này là quá tuyệt rồi gì nữa. Đông thế. Đông thế bị slow. À không, nó không bị slow. Con này nó chỉ là chậm thôi. Nó còn cắn được cả cái bức tượng băng của mấy con kia ra này. Thế này cắn luôn đấy. Xong rồi. Không thắng nữa thì thôi chứ gì nữa. 57.595 điểm bên này. Pak 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 pak. 100 game đấy, bên kia có 100 game. Nhiệm vụ trong game chắc mình sẽ làm khoảng crazy. Ô cái gì đấy? Bắt mình mua. Nếu mà mua thì mua cái ấm Mr. Toy ấy, thì thấy nó khỏe. Nhưng mà chắc nó phải tầm của giá khoảng 109.000 nếu mình không nhầm. Hiện tại nó chẳng bán cơ, nó bán Holy Barrier. Đây là cái lá thông đúng không? Cái này mình có rồi nè. Trước mình mua rồi. Nó bán Lightning Ridge. Cái này khá hay. Và mình đang có khá nhiều Lightning Ridge để chống gà. Wintermine Pinata. Wintermine khá là lâu rồi mình không dùng với Wintermine nha.
Complete thêm quest ở đây thì sẽ là game rồi, dĩ nhiên. Chúng ta lại có sắp 100 game nhưng mà mình nghĩ là sẽ đánh cái này, cái Ancient Egypt này để lấy game này. Trước mắt đã xong chơi thêm một trận Battle Z nữa là hợp lý, đúng không? Và chúng ta sẽ bảo vệ hàng hoa. Khó nhỉ? Mình ghét cái nhiệm vụ bảo vệ hàng hoa này lắm ấy. Chúng ta cần có nhiều săn, tôi cần nhiều săn. Thì vẫn là như thế này thôi, vẫn là hệ thống slow các kiểu thôi. Đấy, nó là tốt nhất mà chúng ta có thể dùng được ở trong cái này. Ở phía trên thì có lẽ là tôi sẽ sử dụng cái cây nhỏ nhỏ, chính là cái nấm nhỏ, và xong rồi dùng cái hàng gai. Nó là tốt nhất rồi, nó là những cái sự chọn ok nhất mà chúng ta có thể dùng rồi. Gai đâu nhỉ, gai, và chúng ta còn một cây nữa. Mình sẽ dùng thêm wasabi. Rồi, như thế này thì vô địch thiên hạ. Wasabi để ở đâu đó, chỗ này này. Ok, bình tĩnh nào, khi mà phải vội vàng. Rồi, vụt nó luôn anh em. Sợ phải chắc. Tôi sợ phải chắc, vụt nó, vụt từ xa luôn. Giết nó từ xa luôn. Ôi, mình đặt linh tay anh tinh này. Hệ thống cây nó không biết có đu dây không ta? Mình chẳng để ý xem nó có đu dây hay không nữa, nhưng mà mình cũng chẳng phải xoắn con này. Nó yếu mà, rất yếu rồi. Và mình hoàn toàn có thể đập được nó. Hết tiền à? Hiện tại đang hết sạch tiền à? Sợ thật. Hết tiền mới gọi là kinh khủng. Ở đây, để đây phát. Đằng sau kìa, Đằng sau nó trồi lên kìa. Láo thật sự luôn. Không biết là đâu ra. Kinh à? Wasabi có lẽ là cần thêm không? Có nên cần thêm wasabi hay cái gì không? Chắc là không cần đâu. Bởi vì mình cũng rất là mạnh rồi. Đây, wasabi này. Wasabi để đây phát. Rồi, có thêm thì dùng thôi. Đây, có thể mua thêm một cây wasabi nữa. Chẳng biết có bị đốt không nữa. Đây, để đây. Nó vào đốt được không ta? Hình như mình vừa bị đốt đúng không? Mình có thêm một cây wasabi nữa ở đây thì là vô đối rồi. Vô địch thiên hạ luôn, đổ vào luôn. Thêm một cây nữa này. Chắc là thôi nhỉ, chắc không cần phải wasabi nữa đâu. Bây giờ là quá mạnh rồi. Đánh đấm thế nào được. À, có boss. À, có lẽ tôi sẽ dùng slow lại cho nó sợ. Ném cái gì mà ném. Đúng rồi. Nó phá được cái gai của mình thì nó cũng chết. Quá nhỏ luôn. Thế thôi, chỉ có thế này thôi. Ôi, để đây thì nó hơi ấy nha. Tân cuối đấy. Rồi, trận này dễ mà, không hề khó một tí nào luôn. Chúng ta chuyển qua là Peanut. À, chuyển qua Battle Z nha. Rồi, Battle Z nào, tiến lên nào anh em ơi. Chúng ta sẽ chơi Battle Z ngay bây giờ. Ok, let's go. Tắt cái này đi. Chuyển qua sang Arena. Battle Z Arena. Đấy, hiện tại mình đang đứng thứ 10, à đứng thứ 5, thằng này 56 à, wow, xịn nhờ, nhanh thế, lên phát 56 rồi. Thằng Liskar gì đó, oh my god, hôm qua mình chọn cái gì nhỉ? Đó, mình sẽ xem lại cái chiến thuật hôm qua Khải, sorry anh em mà mình không nhớ, mình thật sự mình không nhớ cái chiến thuật hôm qua nó sẽ như thế nào cả. Battle Z hôm qua sẽ băng, vẫn là hệ thống cây băng, vẫn là băng thôi. Đây chỉ là tốt nhất mà chúng ta có thể dùng rồi anh em. Bowling, băng, bowling, magnet đâu rồi? Magnet, nam châm, vĩnh cửu, nam châm, mìn khoai tây và một cái mìn nổ, nữa là xong. Mìn nổ nó ở đâu đây? Đủ hết cả bộ luôn anh em. Vẫn sẽ là như vậy thôi, vẫn sẽ là hai cái này và để phía xa như thế này đã. Đấy, ok. Những chỗ nào mà không đặt được mấy cái kia thì mình sẽ chuyển sang đây cho lên let's roll anh em. Bây giờ có tiền là trồng mấy cái loại kia nữa là xong. Hơi nhanh quá không ta, cảm giác là hơi nhanh quá. Có lẽ mình sẽ để nó sát đây tí để có thể trồng được
nhiều cái ấy hơn. Đừng để sát quá nha anh em, để sát quá là cũng sẽ rất là mệt nha. Đấy, hợp lý, rất là hợp lý nhờ. Hút vào luôn ấy. Nào. Nào, có hút được cái gì không? Có hút được cái gì không thì hút. Đặt đây phát, hợp lý chưa? Quá hợp lý là gì đấy. Rồi, đặt đây đã. Mì khoai tây à? Đừng đặt nó gần quá. Đặt gần quá nó giết mình bất kỳ lúc nào mà không biết đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ có cần một hàng bảo vệ. Nổ đấy, vào là nổ đấy. Cái kia nó cán nó khó chịu lắm. Phía dưới à, phía dưới thì tăng cường sức mạnh hệ thống phía dưới đã. 200 đấy, đắt phết, không rẻ đâu, không hề rẻ đâu nha. Để đây phát này, cái này chúng ta có thể nổ được hai hướng khác nhau. Mình đang cố gắng là lên được một cái kỷ lục điểm mới, cứ có đặt thôi. Mì khoai tây dạo này cũng gọi là hiếm nhỉ. À, tiền nong ở đây. Rồi, chúng ta có hệ thống hút khá là tốt ở đây rồi. Mình sẽ nó vào tận đây kìa, gớm phết nhỉ. Chết rồi. Thế nhỉ? Thế nào mà để nó lọt qua ta? Thế mới điên. Để nó lọt qua được thì đúng là giỏi. Nhưng như vậy là mình nên dùng cái plan food cho cái chính luôn. Hiểu không? Chúng ta thích dùng là plan food cho mấy quả mìn này hơn. Nó có đu dây à? Hay là có cái gì đó? Mình bị mất một cái ô ở phía dưới này, cay nhỉ? Chết mẹ. Chết rồi. Ghét thế nhở. Đáng lẽ là chúng ta sẽ làm sao ta, chúng ta sẽ đặt nhiều cái hơi khó chịu, hoặc là để dành cái này cái để nó slow băng các kiểu gì đấy. Hết điểm rồi đấy, gần lên được 2 triệu thôi. Chúng ta đánh rất là tốt luôn nhưng mà không ok cho lắm, thật sự là không hề ok cho lắm đâu. Mình còn một cái mìn nữa đây. Nó sẽ chết ngay mà. Không đỡ được đâu. Chúng ta lên được khoảng 2 triệu 6 này. Đấy, 2 triệu 6 là tốt hơn hôm qua nhỉ. Hôm qua là có 2 triệu mấy ta. Hoàn toàn có thể lên thêm điểm được nếu mà chúng ta biết cách chơi. Sẽ dồn được khoảng 2 triệu 658 ngàn. Đấy, một trận nhẹ nhàng thôi anh em. Và ok, chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.